cảnh giới cao thâm của người thông minh, biến cái phức tạp thành cái giản đơn. Tại sao có nhiều người trong xã hội ngày nay nghi ngờ về niềm tin và lo lắng về đạo đức? Có phải vì thiếu khôn ngoan hay là vì sự sụp đổ của đạo đức? Khổng Tử nói rằng, người khôn ngoan không bối rối, người nhân từ không lo lắng. Dường như ngày càng có nhiều người thông minh trong xã hội ngày nay, càng ngày càng ít người nhân từ, càng ngày càng có nhiều nghi ngờ. Do đó mối quan hệ giữa con người ngày càng phức tạp và đáng ngờ. Lòng tốt và đạo đức là một cảnh giới nhưng cũng là sự lựa chọn. Trong cuộc sống có bao nhiêu người bạn tôn trọng thì có bấy nhiêu người tôn trọng bạn. Bạn tin tưởng bao nhiêu người thì có bấy nhiêu người tin tưởng bạn. Bạn giúp bao nhiêu người thành công thì có bấy nhiêu người giúp bạn thành công. Để tồn tại và phát triển trong một xã hội phức tạp, trước tiên bạn phải học cách cư xử. Cơ hội thành công là bình đẳng cho tất cả mọi người. Điều duy nhất có thể đánh bại người khác là, đó là sự khôn ngoan của con người. Cuộc sống chính là quá trình không ngừng thu nạp rồi lại buông đi, để sau cùng chỉ còn lại một thứ, sự đơn giản, thoải mái. Cảnh giới trí tuệ cao thâm chính là biến cái phức tạp thành cái giản đơn. Dưới đây là những cảnh giới cao nhất của con người, đỉnh cao của sự thông minh. Bạn hãy đọc và ngẫm. 1. Trí tuệ cao sang, trái tim trong sáng, bề ngoài ngây thơ. Cảnh giới cao nhất của con người là biết tất cả mọi thứ nhưng tỏ ra ngu ngốc không biết gì. Những người như vậy không phải là vô duyên, không vượt trội, dễ gần mà là những người dễ tiếp cận hơn so với mọi người. Thể hiện bản thân, không có gì hơn là muốn mọi người nhìn bạn với con mắt khác. Không có gì hơn là sự phù phiếm nhưng khi bạn chen chúc trong công việc, nơi làm việc không tránh khỏi đôi khi tự hỏi liệu như thế đã là thông minh hay chưa. 2. Trí tuệ của miệng, không chửi thề, không đánh giá. Nói đến điều này chắc hẳn có rất nhiều nạn nhân trong vấn đề này. Lý do là bởi trong cuộc sống không có gì nhiều hơn tình yêu và lợi nhuận. Tình yêu sẽ đo được sự đúng sai của con người. Điều đáng xấu hổ nhất là những người đó lời nói không được người khác chú ý, không được lắng nghe gây ra những hiểu lầm trong mọi thời đại. Vì vậy nếu bạn thận trọng lời ăn tiếng nói ngay từ đầu thì có khả năng bạn sẽ tránh được nhiều rắc rối. 3. Trí tuệ nhẫn nhịn, biết trước biết sau, lùi một bước tiến trăm bước. Những anh hùng thực sự là những người có thể tiếp cận. Không ai có thể chắc chắn rằng cuộc đời mình có thể thuận lợi trong suốt quãng đời còn lại. Khi có thể tự hào thì cứ tự hào, khi thất vọng thì cố gắng chịu đựng. Tại thời điểm này, sự nhẫn nhục của thời gian là nếm tất cả thị hiếu của cuộc sống. Sự nhẫn nhục trong sự thất vọng là biết trước, biết sau và biết rút lui. 4. Trí tuệ bao dung, dĩ hòa vi quý, khoan dung rộng lượng. Nhầm lẫn là một loại trọng lượng. Nó như nước mắt rơi trong sa mạc, lúc đó cần phải dĩ hòa vi quý. Sự khoan dung và hào phóng khiến bạn bao dung được những lỗi lầm đó. Mỗi một con người sẽ có con đường của riêng mình. Khi bạn bao dung với người khác, bạn cũng tích lũy tình cảm của họ dành cho mình. Khi con người có đủ sự bao dung, rộng lượng tâm hồn người đó cũng được thoải mái và thanh thản hơn, không muốn sân si với bất cứ điều gì trên đời. 5. Trí tuệ làm người, bề ngoài ngây ngốc, bên trong hiểu biết. Con người không phải ai cũng ngoan ngoãn, tốt bụng, vì vậy làm người không nên quá thông minh. Đôi khi bất cẩn một chút, đôi khi hồ đồ một chút nhường chỗ cho người khác giành chiến thắng. Hãy nhìn xa trông rộng, đừng chằm chằm nhìn vào khuyết điểm của người khác. 6. Trí tuệ sinh tồn, linh hoạt, bình tĩnh, thận trọng. Một người đi vào chùa để thăm thiền sư, vì cánh cửa chùa rất thấp, anh ta không chú ý nên anh ta đã bị đập đầu vào cửa. Thiền sư nói với anh ta rằng nếu bạn không chạm vào đầu mình thì bạn phải biết học cách cúi đầu. Điều này cũng đúng với tất cả mọi người trong mọi trường hợp. 7. Trí tuệ giao tiếp. Trong một môi trường cần sự giao tiếp, thật giả lẫn lộn, cần sự khôn khéo và thực tế. Một người giỏi có thể làm bạn với bất kỳ ai, ngay cả khi những người khác xúc phạm anh ta cũng có thể mỉm cười và đối mặt. 8. Trí tuệ xử lý công việc yếu đuối mọi lĩnh vực, khó bị nhầm lẫn. Con người một khi đã vấp ngã thì lần sau liệu họ có cẩn thận hơn không? Vấp ngã nhỏ thì tạo ra nỗi đau nhỏ, vấp ngã lớn thì tạo ra nỗi đau lớn.
Một khi đối mặt với đủ mọi cung bậc cảm xúc thì dù có vấp ngã với nỗi đau lớn như thế nào đi nữa, con người cũng sẽ thản nhiên mà đón nhận. 9. Trí tuệ tu luyện, đạt được cuộc sống mãn nguyện, hài lòng. Khái niệm cuộc sống bị nhầm lẫn khi nhu cầu cuộc sống có nhiều thay đổi. Dù là hài lòng hay hạnh phúc thì cũng có thể nhìn thấy mọi thứ. Khi bị sỉ nhục cũng không bị sốc vì đã đủ sự bình tĩnh và vui vẻ để đối mặt. Nếu bạn muốn đạt được cuộc sống mãn nguyện, bạn cần phải có một trái tim bình thường. Hãy để mọi thứ diễn ra theo dòng chảy và đừng quan tâm đến đúng sai. Nếu bạn không đủ năng lượng và tràn đầy sức sống thì tại sao lại bận tâm, lo lắng đến những điều không đâu? Nếu bạn không hạnh phúc, bạn có thể quên đi mọi thứ, bắt đầu cố gắng lại, làm mọi việc hết sức có thể để có thể bước đến cái đích mà bạn đã vạch ra. Có hàng trăm người biết đến lối tư duy này, nhưng chỉ có vài chục người hiểu nó. Một số người quyết định làm theo nó, và một người duy nhất dám trung thành với nó. Đó chính là sự khác biệt giữa thất bại với thành công. Theo báo cáo tín dụng của Credit Suisse đưa ra, 1% số dân siêu giàu nắm giữ hơn 80% tổng giá trị tài sản của cả thế giới. Khoảng cách của giới siêu giàu vào phần còn lại của thế giới lại nới rộng hơn nữa qua từng năm trôi qua, khiến người ta nhận ra rằng người giàu sẽ ngày một giàu hơn với tốc độ nhanh chóng gấp hàng trăm lần người bình thường. Sự thành công của họ được cho là đến từ 20 lối tư duy đầy trí tuệ sau. 1. Biến chi phí sinh hoạt thành một loại tư bản. Cùng có 500.000 đồng trong tay, anh A dùng số tiền đó để mua củi, gạo, dầu, muối, trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Cuối tháng đó, anh A tiêu hết chẳng còn gì trong tay. Trong khi đó, anh B dùng 500.000 đồng để mua 50 đôi dép, sau đó bán ra với giá 20.000 đồng mỗi đôi. Vậy là chỉ sau một thời gian, anh B đã lãi gấp đôi số tiền ban đầu. Có thể thấy, cùng là 500.000 đồng, một khoản biến thành số vốn ban đầu, thông qua hoạt động đầu tư kinh doanh để gia tăng giá trị, một khoản thì biến thành chi phí sinh hoạt thường ngày, một đi không bao giờ trở lại. Muốn làm được như vậy, chúng ta phải có một khát vọng thành công cực kỳ to lớn, có ý thức tư bản và kinh nghiệm kinh doanh đủ để đầu tư toàn bộ vốn sống của mình vào đó. Chỉ những người tràn đầy khát khao về sự giàu có và tận hưởng niềm vui kiếm tiền trong quá trình đầu tư mới có thể biến chi phí sinh hoạt thành nguồn vốn đầu tiên, đồng thời tích lũy nhận thức về vốn và tư duy điều hành tài chính. Kinh nghiệm và kỹ năng đạt được trong quá trình này là chìa khóa quan trọng để tiến tới thành công cuối cùng. 2. Khó khăn nhất trong vài năm đầu. Đối với một người dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, muốn kiếm ra 1 tỷ đầu tiên có thể mất đến 10 năm, nhưng phát triển đến 10 tỷ có thể chỉ mất thêm 5 năm, đến 20 tỷ có thể chỉ mất 2 hoặc 3 năm nữa là đủ rồi. Có thể thấy rằng, thời gian khởi nghiệp đầu tiên bao giờ cũng là những ngày tháng khó khăn nhất, nhưng sau đó, khi chúng ta dần dần tích lũy được ngày càng nhiều kinh nghiệm và nguồn vốn, tốc độ phát triển của chúng ta sẽ ngày càng nhanh hơn, giống như một chiếc xe đạp đã vào guồng chạy, chỉ cần ấn nhẹ pedal cũng có thể vượt vạn dặm đường. 3. Tài sản lớn nhất của mỗi người là bộ não. Sự khác biệt về trí thông minh và sức mạnh thể chất giữa mỗi con người không lớn như chúng ta tưởng. Nếu người khác làm được thì chúng ta cũng có thể làm được, chỉ là kết quả không hoàn toàn giống nhau vì chi tiết quá trình khác biệt. Chính vì thế, tài sản quý giá nhất của mỗi người không phải số tiền gửi ngân hàng, không phải một cơ thể mạnh mẽ, mà là một bộ não thông tuệ. Tư tưởng không chỉ đem tới sự giàu có về mặt tinh thần, mà bao gồm cả khía cạnh vật chất. Một ý tưởng sáng tạo đủ tốt có thể sinh ra một ngành công nghiệp, hoặc một lối tư duy tài chính linh hoạt cũng có thể tạo ra một sự thay đổi chưa từng có cho hoạt động kinh doanh. Vì tư duy quyết định tính cách, nếu một nhân viên cậy tải khi người bị ông chủ ghét bỏ, anh ta chỉ đổ lỗi cho việc mình không biết nịnh nọt sếp. Đúng là không có một vị ông chủ nào không ghét những kẻ thiếu tôn trọng mình. Nhưng quan trọng hơn, thông qua cách hành xử của nhân viên, ông ta còn nhìn thấu giá trị của người đó. Tương tự, nếu vì một chút lợi ích nho nhỏ, bạn có thể tranh cãi đỏ mặt tía tai với đối tác làm ăn để giành phần hơn cho mình, thì những vụ làm ăn của bạn mãi mãi chỉ để giành chút lợi ích nhỏ đó mà thôi. Với lối tư duy phiến diện ấy, đừng nói đến đầu tư, chỉ công việc quản lý tài chính hàng ngày thôi cũng đã đủ khó rồi. 4.
đầu tư khả năng của chính mình. Như Warren Buffett đã nói, đầu tư càng nhiều vào bản thân mình càng tốt. Bạn là tài sản lớn nhất của chính mình cho đến thời điểm này. Bạn sẽ không bao giờ có được khoản lợi nhuận nào tốt hơn trong cuộc sống so với khi bạn thực sự đầu tư vào chính mình. Chính vì thế, một trong những bí quyết tuyệt vời nhất để đạt được thành công của Warren Buffett là không ngừng học tập. Charlie Munger, phó chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway đã từng nói về người đồng nghiệp huyền thoại như sau: Warren Buffett đã trở thành nhà đầu tư giỏi hơn rất nhiều kể từ ngày tôi gặp ông ấy và tôi cũng vậy. Nếu chúng tôi bị đóng băng ở giai đoạn nào đó, với kiến thức chúng tôi có thì kết quả có thể sẽ tồi tệ hơn nhiều. Vì vậy, muốn tiếp tục cuộc chơi thì phải học tập không ngừng. 5. Đừng lấy xui xẻo ra viện cớ để thua cuộc. Một người phụ nữ từng than thở rằng, chồng cô đi làm mãi mà không chịu thăng tiến. Nghề kinh doanh chỉ cần lười một chút thôi là hỏng bét, thậm chí có thể không kiếm đủ tiền mà ăn. Chồng cô lại không chịu giữ mình ở trên mặt đất, luôn cho rằng mình là mẫu người sau này làm nên nghiệp lớn. Câu cửa miệng của chồng cô là, chỉ vì anh thiếu một chút may mắn. Anh ta cho rằng nếu mình cũng có lộc, có điều kiện như những người khác, bây giờ nào phải chịu cảnh đầu tắt mặt túi kiếm tiền như thế này. Cuộc sống luôn tồn tại kiểu người này. Những người thành thạo trong việc đổ lỗi cho ngoại cảnh và đùn đẩy trách nhiệm lên người khác mỗi khi bản thân vấp ngã. Lỗi không phải do tôi, họ luôn có niềm tin mãnh liệt như vậy. Họ không hiểu rằng thất bại đơn giản là cơ hội để bắt đầu lại theo cách trí tuệ hơn. Không có gì gọi là xui xẻo, đó thực sự chính là cơ hội tuyệt vời để học tập nhiều điều quý giá hơn. Giống như tiêu đề cuốn sách nổi tiếng Hãy trộm lấy cơ may từ vận rủi của Ryan Holiday, một tác giả, nhà tiếp thị và doanh nhân người Mỹ. Ông cũng là một chiến lược gia truyền thông, cựu giám đốc tiếp thị cho American Apparel và là một chuyên gia truyền thông, biên tập viên lớn cho tờ New York Observer. Nếu bạn vô tâm, hời hợt trong công việc và cuộc sống, có nghĩa sẽ bỏ lỡ các cơ hội thay đổi vận mệnh. Còn nếu như bạn có tâm, cơ hội không đâu không hiện hữu. Nó ẩn mình trong mỗi sự cố gắng không ngừng nghỉ của mỗi người. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra, ôm chầm lấy những ai sẵn sàng muốn cất cánh bay lên. 6. Âm thầm kiên trì, rèn luyện không ngừng nghỉ. Trong một buổi diễn thuyết nọ, vị diễn giả đứng trên khán đài diễn thuyết một cách đầy cuốn hút. Mỗi một cử chỉ, lời nói đều khiến cho mọi người ngồi dưới khán đài hưởng ứng mãnh liệt. Trong lúc giải lao giữa buổi, có một người đến gặp vị diễn giả nói: em thật sự rất cảm ơn thầy bởi những gì thầy chia sẻ đều khiến mọi người cảm thấy câu chuyện của mình ở trong đó. Phong cách, thần thái của thầy khi diễn thuyết trên khán đài thật quá cuốn hút. Mỗi một câu nói, mỗi một câu trả lời của thầy đều đơn giản dễ hiểu, đúng trọng tâm. Khi gặp vấn đề thầy đều phản ứng một cách nhanh chóng, lý luận sắc sảo. Vị diễn giả mỉm cười đáp: em có tin không? Hồi còn đi học tôi là một cậu bé nói lắp. Mọi người xung quanh nghe được đều hết sức kinh ngạc. Vị diễn giả tiếp tục nói: bạn không hình dung được đâu, trước khi lên diễn giảng, tôi đã ở nhà luyện tập hơn 100 lần. Không những vậy, tôi còn đưa ra mấy chục giả thuyết nếu như có người hỏi thì phải trả lời như thế nào. Kỳ thực, trước mỗi một buổi diễn giảng tôi đều phải một mình đứng trước gương mà luyện tập. Tôi luyện cho mình thuộc nhuần nhuyễn những chỗ trọng tâm để khi nói không bị vấp, không bị thiếu sót. Có như vậy khi đứng trên diễn đài tôi mới có thể tự tin được. Bây giờ, ngay cả khi đã thành thục rồi thì tôi vẫn duy trì thói quen luyện tập hàng chục, hàng trăm lần trước buổi diễn thuyết. Những gì mọi người thấy trên là kết quả mà tôi chuẩn bị trước đó hàng trăm giờ. Chúng ta chỉ có thể nhìn thấy những phút giây huy hoàng của người diễn giả trên khán đài với hàng chục nghìn người lắng nghe, nhưng lại không nhìn thấy những tháng ngày vất vả, đêm hôm miệt mài một mình độc thoại trước gương của họ. Nên mới có câu nói rằng, chỉ cần bạn làm một nghề nào đó đủ lâu, bạn sẽ thành chuyên gia của nghề ấy. 7. Nỗ lực trở thành người xuất sắc. Tôi có một người bạn gái tên Tường Lâm. Trước đây Lâm là một nhân viên xuất sắc trong lĩnh vực bán ô tô. 3 năm nay cậu ấy giữ chức vị lãnh đạo của công ty. Từ một nhân viên thực tập trở thành giám đốc bán hàng, mọi người đều ngưỡng mộ cậu ấy. Nhưng đó chỉ là những gì mọi người thấy ở bề mặt, còn những điều họ không thấy lại nằm ở phía sau chức vụ cao vút đó. Khi còn là một nhân viên thực tập, Lâm vô cùng khâm phục những đồng nghiệp,
những người mỗi ngày đều có thể nhẹ nhàng bán được 4, 5 chiếc xe. Lúc đó Lâm cho rằng những người có năng lực xuất chúng đó đều là những thiên tài bẩm sinh. Bản thân là phụ nữ, việc am hiểu máy móc, phụ kiện xe ô tô không hề dễ dàng gì. Có những lúc Lâm đã nghĩ tới chuyện từ bỏ con đường kinh doanh này. Mãi cho tới một ngày, Lâm vô tình phát hiện những người bán hàng xuất sắc kia, họ không những hiểu rõ cấu tạo của mỗi một chiếc xe, mà còn hiểu rõ công dụng cũng như vị trí chính xác của mỗi một linh kiện, mỗi một con ốc nằm ở đâu. Sau lần đó, cậu ấy gia tăng quyết tâm, tranh thủ mọi lúc mọi nơi, đêm ngày học tập để nắm rõ mọi cấu tạo của mỗi một linh kiện cấu thành nên chiếc xe. Không những vậy, Lâm tìm hiểu nghiên cứu tâm lý, thị hiếu của từng đối tượng khách hàng. Lâm còn tham gia một lớp bồi dưỡng tâm lý học để có thể đoán biết tâm lý của khách hàng qua cử chỉ lời nói. Nếu như người ta nỗ lực một, thì cậu ấy ép bản thân phải nỗ lực gấp đôi, ba lần. Cậu không chấp nhận việc bản thân là phụ nữ mà thua kém hiểu biết cánh đàn ông ở lĩnh vực ô tô này. Dần dần kinh nghiệm tích lũy, chất lượng bán hàng không ngừng tăng lên. Cuối cùng mỗi tháng Tường Lâm đều trở thành quán quân bán hàng trong công ty. Và chuyện thăng tiến của cậu ấy hoàn toàn thuận lợi và dễ hiểu. Để có được thành quả, con đường trải qua sẽ là gian nan như vậy. Vậy nên, chỉ có không ngừng học tập, không ngừng rèn luyện chúng ta mới có thể đạt được cái đích mà mình mong muốn. Quả vậy, trên đời này không hề có chuyện một bước lên tiên. Mọi thành công và phần thưởng chỉ dành cho những ai nỗ lực cố gắng hết mình. Nếu bạn vô tâm, hời hợt trong công việc và cuộc sống, có nghĩa sẽ bỏ lỡ các cơ hội thay đổi vận mệnh. Còn nếu như bạn có tâm, cơ hội không đâu không hiện hữu. Nó ẩn mình trong mỗi sự cố gắng không ngừng nghỉ của mỗi người. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra, ôm chầm lấy những ai sẵn sàng muốn cất cánh bay lên. Những vận may từ trời rơi xuống đó, thử hỏi có cái nào không phải dành cho người đã chuẩn bị kỹ càng. Với người không ngừng cố gắng, tự mình chính là cơ hội vậy. 8. Dù giàu có nhưng vẫn chăm chỉ làm việc. Đích là mục tiêu ai cũng hướng đến nhưng đòi hỏi sự nỗ lực bền bỉ và sự kiên trì phấn đấu, sẵn sàng đương đầu với thách thức trong cả một quá trình dài. Chính vì vậy, bạn cần phải làm việc chăm chỉ và cố gắng nỗ lực hết mình. Sự thật cái mắc thiên tài không đảm bảo cho một tương lai thành công. Thành công thực sự đến từ những nỗ lực, sự chăm chỉ làm việc. Trẻ em ngay từ nhỏ phải được người lớn dạy dỗ về đức kiên trì, không bỏ cuộc. Đức tính này theo con người suốt cuộc đời. Họ chăm chỉ làm việc, không từ bỏ mục tiêu đã vạch ra, ngay cả khi giàu có họ vẫn không ngừng lao động. Thực tế, có những người rất giàu có nhưng họ không khoe khoang hay thể hiện sự giàu có của mình. Họ vẫn chăm chỉ làm việc đến khi không thể làm nữa và xem như khối tài sản kia không hề tồn tại. Đây vừa là cách họ làm giàu thêm cho chính mình, vừa làm giàu cho đất nước. 9. Không để tiền nhàn rỗi, luôn tìm cách để tiền đẻ ra tiền. Người giàu luôn biết cách để cho tiền của mình sinh lợi. Không chỉ người trẻ tuổi của nước này mới kinh doanh đầu tư và làm việc, mà những người lớn tuổi sau khi về hưu vẫn luôn thể hiện tinh thần đầu tư kinh doanh làm giàu của mình. Họ thường lựa chọn việc đầu tư online như tham gia đầu tư chứng khoán hoặc đổ vốn vào các hạng mục kêu gọi đầu tư trên mạng. Ngoài ra, họ còn đầu tư vào kiến thức cho con cháu của mình để chúng có thể tự kiếm tiền làm giàu bằng năng lực của bản thân thay vì để lại cho con cháu một khối lượng tài sản khổng lồ. 10. Tiết kiệm cũng là một cách kiếm tiền, làm giàu. Người giàu gần như họ tiết kiệm mọi thứ. Nhiều người sẽ nghĩ đó là ki bo, kẹt xỉn. Nhưng không, đối với người giàu đó là một cách làm giàu chính đáng của bản thân. Một trong số những phương pháp quản lý tài chính, tiết kiệm tiền nổi tiếng của người giàu đó là phương pháp Kakeibo. Ghi lại tất cả các hoạt động tài chính của bản thân một cách có tổ chức sẽ giúp ý thức được rõ ràng những thói quen chi tiêu. Dần dần, trong quá trình ghi chép họ sẽ dần hiểu được mình đang chi tiêu như thế nào, có đang tiêu quá nhiều tiền cho ăn uống hay chưa dành đủ tài chính cho những hoạt động văn hóa. Nhận biết được những khoản chi tiêu lãng phí, thiếu hợp lý giúp điều chỉnh hiệu quả cách chi tiêu, từ đó hoàn thành được mục tiêu tiết kiệm đã đề ra. Dù giàu có, người giàu cũng sẽ không mua hay xây biệt thự, mà chỉ sống trong những ngôi nhà truyền thống bình thường.
là một đất nước của những hãng xe hiện đại nhất trên thế giới. Nhưng họ chỉ sử dụng xe đạp, phương tiện công cộng hoặc những hàng xe bình thường sử dụng nhiên liệu sạch và thân thiện với môi trường. Họ không chi quá nhiều vào việc ăn uống, giải trí hay mua sắm. Cũng không thuê người giúp việc hoặc trang trí nhà cửa quá sang trọng. Mọi thứ trong cuộc sống của người giàu rất tối giản, nhưng đều đảm bảo chức năng của nó. Người giàu rất coi trọng những vấn đề liên quan đến thiên nhiên, môi trường. Trong đời sống hàng ngày cũng như công việc, chỉ cần có thể hạn chế được sự ô nhiễm môi trường, họ sẽ cố gắng thực hiện nó. Họ tiết kiệm và làm giàu cho đất nước bằng việc ưu tiên sử dụng hàng nội địa. Lý do vì sản phẩm của người giàu luôn đảm bảo chất lượng và nó được thiết kế bởi người giàu, nên sẽ có những công năng phù hợp nhất. Như truyền thống văn hóa tiết kiệm của người Nhật, để đảm bảo sản phẩm có thể sử dụng được lâu và bền nhất, người giàu đã nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm tốt nhất có thể. Việc sử dụng đồ tái chế rất được khuyến khích tại Nhật Bản, vì nó vừa tiết kiệm và vừa hạn chế được lượng rác thải ra môi trường. Đã có rất nhiều sản phẩm từ đồ tái chế được tạo ra và mang lại hiệu quả sử dụng và hiệu quả kinh tế đến không ngờ. Người giàu đặc biệt rất tiết kiệm thời gian. Họ luôn tranh thủ đọc sách hoặc học thêm một kiến thức nào đó để cải thiện năng lực bản thân. Đối với người Nhật, cách kiếm tiền nhanh nhất và bền vững nhất đó chính là năng lực của bản thân. Tiết kiệm là một cách làm giàu phổ biến của người Nhật. Nguồn vốn tiết kiệm của người dân cũng trở thành một trong những nguồn vốn kinh doanh của đất nước. Tiết kiệm đúng cách và khoa học sẽ mang lại hiệu quả kinh tế không ngờ. 11. Sử dụng sự thông minh, sáng tạo và con mắt nghệ thuật để làm giàu. Người giàu là một dân tộc được biết đến với sự chăm chỉ, thông minh, sáng tạo và con mắt đầy tính nghệ thuật. Họ luôn nghĩ ra những ý tưởng sáng tạo độc đáo mang lại nhiều giá trị kinh tế và nhân văn cho toàn thể nhân loại. Chính những ý tưởng đó giúp họ tạo ra những sản phẩm đầy chất lượng được hàng triệu khách hàng trên thế giới yêu thích và tin dùng. Nhờ đó, họ có thể bán đi những sản phẩm của mình đến khắp các thị trường và thu về cho mình những khoản lợi khổng lồ. Ngoài ra, với con mắt đầy tính nghệ thuật của mình, cùng sự tỉ mỉ, chăm chỉ, người giàu đã tạo ra rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt và chúng được bán với giá rất cao. Đây cũng là một cách kiếm tiền làm giàu của người giàu nhờ tận dụng những lợi thế và điểm mạnh của mình. 12. Làm giàu từ việc đầu tư cho thế hệ trẻ. Người giàu rất chú trọng đến việc giáo dục cho thế hệ tương lai. Hầu hết trẻ em Nhật đều được bố mẹ dạy về những vấn đề tài chính cá nhân để chúng có tinh thần tự lập và tự vươn lên bằng chính năng lực của mình. Học sinh ở Nhật đã bắt đầu kiếm việc làm để trang trải cho những sinh hoạt phí cá nhân hàng ngày của mình. Các bậc phụ huynh Nhật luôn tạo điều kiện để đầu tư cho con cái nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cũng như trải nghiệm xã hội. Họ cũng luôn truyền dạy tư tưởng tự lập, tự đầu tư kinh doanh cho thế hệ trẻ của mình. Vì vậy, người giàu không lo sợ thế hệ con cháu sẽ không thể tự làm giàu, kiếm tiền nuôi sống bản thân chúng được. Đây cũng là một cách kiếm tiền làm giàu của người giàu bằng cách đầu tư vào tương lai, đầu tư vào thế hệ trẻ của đất nước. Đi lên từ một đất nước nghèo về tài nguyên thiên nhiên, phải tự nỗ lực xây dựng và phát triển đất nước từ chính năng lực vốn có của mình. Người giàu đã chứng minh cho thế giới thấy được sức mạnh và bản lĩnh của họ. Họ có những cách làm giàu khác với những dân tộc khác, nhưng đó lại là cách khiến họ trở nên giàu có và hạnh phúc với những gì mình làm. 13. Biết đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu và thông cảm. Có một câu chuyện kể rằng có ông cụ mù đến nhà bạn thân chơi, mãi nói chuyện đến tận đêm muộn mới về. Người bạn đã đưa cho ông ấy một cái đèn lồng rồi nói: "Trời tối rồi, ông cầm đèn lồng mà đi." Ông cụ mù tức giận vì cho rằng người bạn đang cố tình trêu tức mình. Ông gắt gỏng: "Biết tôi bị mù vậy mà còn cho tôi cầm đèn lồng. Ông cố tình sát muối vào tôi đấy à?" Người bạn bình tĩnh giải thích ý định của mình: "Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy. Tôi chỉ cho rằng về tối, ông lại mù, nếu cầm chiếc đèn lồng theo thì ông đi đến đâu đèn sáng đến đó. Chẳng phải mọi người đều có thể tránh được ông hay sao?" Dù hơi khó chịu nhưng ông cụ mù thừa nhận: "Cũng đúng." Đến khi trưởng thành, người đàn ông cần biết đứng ở vị trí của người khác để suy nghĩ đủ sâu rộng. Chỉ như vậy mới có thể hiểu được ý nghĩa mà đối phương thực hiện để giảm phiền não cho bản thân. 14.
biết suy nghĩ lạc quan khi gặp biến cố trong cuộc sống. Người ta vẫn nói cách nhìn nhận cuộc sống thế nào thì cuộc sống của bạn sẽ hiện diện như vậy trong tương lai. Đối với người luôn vui vẻ thì chắc chắn trong tương lai họ cũng sẽ có được cuộc sống thư thả như vậy. Chuyện kể rằng ở vùng nọ có ba người công nhân đang cùng nhau xây dựng một bức tường. Người đi qua thấy vậy liền hỏi: "Các anh đang làm gì vậy?" Thái độ của ba người xây tường hoàn toàn khác nhau. Người đầu tiên đáp trong bực dọc, nhìn thấy đang xây tường rồi còn hỏi. Người thứ hai mỉm cười, chúng tôi đang xây tòa nhà mới. Người thứ ba thoải mái vừa làm việc vui vẻ vừa đáp lại, ba anh em tôi đang kiến thiết thành phố mới đấy. Có lẽ chuyện sẽ không có gì cho đến 10 năm sau. Người đầu tiên vẫn là xây tường cho những công trình nhưng người thứ hai lại trở thành kỹ sư thiết kế và người thứ ba lại trở thành ông chủ của cả hai. Vậy mới nói đến một độ tuổi đủ trưởng thành, đàn ông sẽ nhận ra việc duy trì tâm thái lạc quan quan trọng đến thế nào trong cuộc sống tương lai. Người càng có tinh thần lạc quan thì tâm trí, thân thể càng khỏe mạnh, vui vẻ và cũng từ đó mà chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn. 15. Biết khoan dung. Ở vùng quê nhỏ có một người cha dạy con cách kiềm chế cơn nóng giận của mình bằng cách vô cùng đặc biệt. Người cha cho cậu con trai một túi đinh rồi nói rằng khi nào cậu bé tức giận hãy đóng một chiếc đinh vào hàng rào sau vườn. Không bất ngờ khi mới chỉ ngày đầu tiên cậu bé đã đóng đến tận 37 cái đinh trên hàng rào. Nhưng dần dần thì mỗi ngày số đinh được đóng trên hàng rào đều giảm hơn trước. Cậu bé phát hiện đến một ngày mình không còn phải xách túi đinh ra sau vườn đóng nữa. Những cơn giận của cậu cũng được kiểm soát dễ dàng hơn. Cậu hào hứng khoe với cha rằng mình đã có thể kiểm soát được cơn giận. Người cha bất ngờ cho cậu thêm một đề nghị rằng khi cậu cảm thấy không còn nóng giận chuyện gì trong ngày thì hãy rút một chiếc đinh ra. Sau một thời gian thì những chiếc đinh cũng được rút ra hết khỏi hàng rào. Vào một ngày trời thu, cha cậu bé nắm tay cậu dắt cậu đi qua chỗ hàng rào chỉ vào nơi những chiếc đinh đã được rút ra và nói rằng: "Con nhìn xem, có thể những chiếc đinh đã được rút ra khỏi hàng rào nhưng nó vẫn để lại những lỗ thủng. Hàng rào sẽ không bao giờ được đẹp như xưa nữa." Những lời nói lúc tức giận giống hệt việc đóng từng chiếc đinh lên hàng rào xinh đẹp. Điều đó sẽ tạo nên những vết sẹo mà không bao giờ có thể mờ dấu. Một lời nói vô tình lại chính là một con dao cứa vào lòng người khác. Tất cả mọi lời xin lỗi sau đó đều không thể chữa lành vết thương đã hằn trong tim ấy. Đến khi trưởng thành, người đàn ông phải học được cách kiểm soát cảm xúc tiêu cực, bớt tức giận để không chỉ tránh làm tổn thương người khác mà còn tránh tổn hại đến bản thân. Dù đúng hay sai hãy lựa chọn việc khoan dung để đối đãi với mọi người. 16. Biết cách dựa dẫm vào người khác. Một hôm đến cửa hàng tạp hóa, cậu bé được người chủ khen dễ thương và cho cậu bé lấy kẹo trong hộp tùy thích nhưng cậu bé ngần ngại không lấy kẹo trong hộp. Kết quả người chủ tự cầm hộp cầm lấy một nắm kẹo to rồi chia cho cậu bé. Trở về nhà người mẹ đã hỏi lý do tại sao cậu bé lại không tự lấy kẹo trong hộp. Cậu bé liền đáp: "Vì tay con nhỏ sẽ lấy được ít kẹo, con thấy tay bác ấy to hơn nên nếu bác lấy kẹo cho con thì con sẽ có nhiều kẹo hơn ạ." Cuộc sống không thể lúc nào cũng tự mình làm tất cả mọi thứ. Có rất nhiều thứ chúng ta phải dựa dẫm, nhờ cậy vào người khác. Vốn dĩ, sống trên đời bạn không thể nào sống tốt nếu chỉ sống một mình. Đến khi trưởng thành, có gia đình thì người đàn ông ngoài việc dựa vào sức lực của chính mình thì còn cần biết cách dựa dẫm vào người thân bên cạnh như vợ, gia đình đúng lúc khi cần thiết. Bởi vì đó mới là cách khiến bạn có thể sống một cuộc sống không cô đơn một mình một cõi. 17. Biết nâng niu, quý trọng cuộc sống. Chắc hẳn ai cũng từng nghe qua về câu chuyện ba cái thùng đựng khác nhau. Cái thùng đựng phân mọi người đều xa lánh. Cái thùng đựng nước ai cũng sử dụng và cái thùng đựng rượu ai cũng yêu thích. Chẳng phải cùng là những chiếc thùng chứa giống hệt nhau nhưng khi được đựng những thứ khác nhau mà khiến số phận của chúng cũng khác nhau và đời người cũng vậy. Cổ nhân từng nói rằng tâm sinh tướng. Con người mang trong mình điều gì, chất chứa điều gì trong tâm thì ở bên ngoài sẽ thể hiện ra như vậy. Cho dù cuộc sống có khó khăn, vất vả chỉ cần bạn biết trân trọng cuộc sống của mình là đủ. Những câu chuyện nhỏ để lại cho mỗi người đàn ông trưởng thành những bài học lớn. Hy vọng rằng những câu chuyện ấy sẽ khiến bạn có thái độ tin tưởng, yêu thương và biết bao dung, biết nâng niu cũng như học được cách trân trọng cuộc sống này hơn. 18.
khiêm tốn. Tự khiêm thì người ta càng phục, tự khoe thì người ta càng khinh. Người không khoe khoang chưa biết họ tốt hay xấu, nhưng là người có bản lĩnh, biết giấu kín thực lực của mình. Ngày xưa, có một chàng trai rất háo thắng. Bởi vì anh ta có một con chó ngao Tây Tạng thuần chủng, đấu đâu thắng đó, nên đi ngoài đường gặp ai dắt chó đi ngang qua cũng đòi đấu. Một hôm, anh ta bắt gặp một cụ già đang ngồi bên lề đường với một con vật to lớn, trông khá giống một con chó bị rụng gần hết lông. Con chó ngao Tây Tạng của anh ta thấy vậy sủa lớn mấy tiếng, nhưng thú cưng của ông lão lại quay đi chỗ khác, phớt lờ nó. Chàng trai thấy vậy liền tỏ vẻ không vui. Anh ta nói với cụ già, này, ông lão, con chó của ông trông rất to đấy, là loại chó nào thế? Ông có muốn chọi chó không? Nếu con chó ông thua, ông chỉ cần đưa tôi 500.000, nếu chó tôi thua, tôi sẽ đưa ông 2 triệu. Ông lão đáp, lão đang muốn kiếm chút tiền mua thức ăn vào tháng tới cho người bạn đồng hành này của lão, nên hay là cược lớn một chút. Nếu lão thua, lão sẽ đưa cậu 50 triệu, nếu cậu thua, chỉ cần đưa lão 30 triệu thôi. Chàng trai kia nghe vậy liền tức giận nói, chó của tôi là chó ngao Tây Tạng thuần chủng, đừng trách tôi không nói ông trước. Cược thì cược. Hai con chó xông vào chưa đầy 2 phút, con chó ngao Tây Tạng đã bị đánh bại, không dám sủa thêm tiếng nào. Chàng trai lấy 30 triệu đưa cho ông lão và chán nản nói, này ông, chó của ông là loại chó gì mà lại mạnh dữ vậy? Ông lão kia vừa đếm tiền vừa đáp, lão không biết hiện giờ nó có được xem là chó không nữa. Nhưng trước khi rụng hết lông, người ta gọi nó là sư tử. Lúc này, chàng trai kia mới hiểu rõ, khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Chỉ trách mình quá to gan, lại dám để chó đấu với sư tử. Bất cứ khi nào cũng không nên khoe khoang, mà phải luôn duy trì sự khiêm tốn. Thông thường, người ta khoe khoang cái gì, thường là vì thiếu thứ đó. Người thực sự có thực lực sẽ luôn giữ thái độ bình tĩnh, giống như cụ già và chú chó rụng lông kia. Nếu bạn đã là một con sư tử, cần gì phải chứng minh cho người khác biết, cần gì phải khoe khoang, thể hiện ra ngoài. Sống cuộc đời của chính mình, vậy cần gì phải so bì với người khác. Sống làm sao để bản thân thấy vui, hạnh phúc là đủ rồi. Trong cuộc sống, trung thực và khiêm tốn là nền tảng vững chắc cho sự tương tác giữa mọi người. Dù là một doanh nhân thành đạt cũng vậy, mặc kệ bạn đứng vị trí cao bao nhiêu, cũng nên nhớ duy trì sự khiêm tốn trong cử chỉ, lời nói và thái độ cư xử. Ngược lại, dù bạn có thành công cỡ nào, phát biểu hay ra sao đi nữa, chỉ cần nhân phẩm không tốt, người ta cũng lười để ý xem bạn là ai. Trang và Diễm là bạn cùng lớp với nhau. Hiện tại cả hai đều giữ vị trí CEO ở 2 công ty nổi tiếng trong nước. Trái ngược với vẻ khó chịu, luôn chê bai người dưới mình của Trang, Diễm gặp ai cũng vẫn giữ vẻ lịch sự và khiêm tốn. Vào đến công ty, dù là cô lao công hay anh bảo vệ, cô đều lễ phép gật đầu chào hỏi. Vì vậy, mọi người trong công ty đều rất thích Diễm. Sau này, khi cô đã nghỉ việc, ở nhà chăm con rồi, mọi người vẫn thường xuyên nhắc đến Diễm và rủ nhau đến thăm cô. Còn Trang, nghe nói sau đó vì làm mất một hợp đồng làm ăn lớn của công ty mà bị cắt chức. Ngày cô nghỉ việc, đồng nghiệp không ai thương tiếc, họ vẫn cười đùa, nói chuyện với nhau như mọi ngày. Khiêm tốn khiến mọi người kính trọng, còn tự cao chỉ làm đối phương chán ghét. Dù là làm người hay làm việc, cần phải nhớ luôn khiêm tốn, học hỏi. Đối mặt với khó khăn, thử thách, không được sợ hãi chùn bước. Đối mặt với sự nghiệp, cần có lý tưởng và nỗ lực theo đuổi. Khiêm tốn không phải là nịnh nọt, mà là cách tu dưỡng tâm tính. Thay vì dùng lời nói khó nghe tổn thương người khác thì hãy dùng lời nói ấm áp sưởi ấm cho trái tim họ. Sống thể hiện thì rất dễ, nhưng muốn sống có thể diện thì rất khó. Một người thật sự mạnh mẽ và tài giỏi, không cần khoe khoang hay chứng minh cho người khác biết làm gì. 19. Giỏi giao tiếp. Trong cuộc sống ngày nay, không thể thiếu đi việc giao tiếp giữa người với người. Và làm cách nào để giao tiếp với người khác một cách tinh tế, hiệu quả cũng là một nghệ thuật cần phải học hỏi và rèn luyện.
Dưới đây là 11 bí quyết nâng cao năng lực giao tiếp của bạn. 1. Hiểu người và tính cách con người. Bước đầu tiên để nâng cao năng lực giao tiếp xã hội và nắm bắt kỹ năng giao tiếp thành công là hiểu bản tính giữa người với người một cách đúng đắn. Hiểu bản tính giữa người với người đơn giản là nhìn họ bằng bản chất của chính họ, đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để nhìn nhận chứ đừng dùng quan điểm của bản thân để đánh giá người khác, càng không được áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác. 2. Cách để trò chuyện tinh tế với người khác. Khi bạn nói chuyện với người khác, hãy lựa chọn chủ đề mà họ cảm thấy hứng thú nhất. Đó là gì vậy? Chính là bản thân họ. Hãy bỏ những từ như tôi, bản thân tôi, của tôi ra khỏi từ điển của bạn và thay bằng một chữ khác, một chữ có khả năng thay thế tốt nhất bạn. Bạn có hứng thú với đề tài đang nói hay không không quan trọng, mà quan trọng là người nghe có hứng thú hay không. Biết lắng nghe sẽ mang đến cho bạn rất nhiều lợi ích. 3. Cách để người khác cảm thấy họ quan trọng. Tính cách đặc trưng thường thấy nhất của con người là mong muốn được thừa nhận, được thấu hiểu. Bạn có muốn mình thật tự nhiên trong việc giao tiếp với mọi người hay không? Nếu vậy thì hãy cố gắng làm cho người khác ý thức được sự quan trọng của họ. Hãy nhớ rằng bạn càng khiến người ta cảm thấy họ quan trọng thì họ sẽ đáp lại bạn càng nhiều hơn. Lắng nghe họ. Tán thưởng và khen ngợi họ. Cố gắng thường xuyên dùng tên và hình ảnh của họ. Trước khi trả lời họ, hãy ngừng lại một chút. Dùng những từ ngữ như bạn và của bạn. Lịch sự với những người đợi để gặp bạn. Quan tâm đến mọi người trong một nhóm. 4. Tán thành người khác một cách khéo léo. Đừng bao giờ quên rằng bất cứ người nào cũng đều có thể phản đối người khác. Duy chỉ có những người lý trí mới có thể tán thành, bỏ qua ngay cả khi người kia phạm lỗi. Khi bạn phạm lỗi, hãy dũng cảm thừa nhận, tránh tranh luận với người khác và hãy xử lý xung đột một cách đúng đắn. 5. Cách để lắng nghe người khác. Lắng nghe càng nhiều, bạn sẽ càng trở nên thông minh, sẽ càng được nhiều người quý mến, trở thành một người lý tưởng để người khác tâm sự, trò chuyện. Đương nhiên là việc trở thành một người biết lắng nghe không phải là việc dễ dàng. Dưới đây 5 điều quan trọng để bạn tham khảo. Nhìn thẳng vào người đang nói. Đến gần người đang nói, chú ý lắng nghe. Đặt câu hỏi. Đừng ngắt lời người đang nói. 6. Cách để ảnh hưởng đến người khác. Muốn người khác nghe mình, trước tiên chúng ta cần nghe và hiểu họ. Cách để hiểu những gì người khác muốn là hỏi thật nhiều, quan sát thật nhiều, lắng nghe thật nhiều và thêm vào sự cố gắng của chính bạn. 7. Cách để thay đổi tâm trạng của người khác. Hãy nhớ là khoảnh khắc đầu tiên luôn quyết định cả quá trình của bất cứ cuộc giao tiếp nào. Vì vậy đầu tiên, vào khoảnh khắc tiếp xúc bằng ánh mắt, trước khi bạn mở miệng nói để phá vỡ bầu không khí im lặng, hãy mỉm cười thân thiết. Đây là cách để khiến họ thay đổi tâm trạng, thấy rằng cuộc trò chuyện thật nhẹ nhàng và thoải mái. Họ sẽ dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình hơn vì không cảm thấy bị áp lực. 8. Khen ngợi người khác. Hãy hào phóng khen ngợi người khác. Trước tiên, bạn cần tìm được những người và những việc đáng để khen ngợi và sau đó khen ngợi họ, nhưng phải chân thành chứ không phải khen giả tạo để lấy lòng. Cách để trở nên vui vẻ đó là hãy tập thói quen mỗi ngày khen ngợi 3 người khác nhau. Sau khi làm vậy, bạn sẽ cảm thấy bản thân rất sảng khoái. Khi bạn sẽ mang đến hạnh phúc, niềm vui và sự cảm kích cho người khác, bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. 9. Cách để khéo léo phê bình người khác. Chỉ được phê bình khi chỉ có riêng 2 người. Khi phê bình, đừng nhắm vào người đó. Hãy phê bình hành vi chứ đừng phê bình họ. Hãy cho họ câu trả lời. Mong họ hợp tác chứ đừng ra lệnh. Sai lần nào phê bình lần ấy chứ đừng lôi chuyện cũ ra tổng phê bình. Hãy kết thúc lời phê bình bằng cách ôn hòa. Thành thật nhưng thiếu lòng trắc ẩn cũng là một dạng của ác. 10. Cảm ơn người khác một cách tinh tế. Âm thầm cảm kích, khen ngợi người khác không bao giờ là đủ. Hãy thể hiện tình cảm của bạn với người đáng để bạn biết ơn. Thái độ phải chân thành. Thể hiện một cách rõ ràng,
tự nhiên. Hãy nhìn thẳng đối tượng mà bạn biết ơn. Hãy nói tên của họ khi bạn cảm ơn. Cảm ơn bằng cả tấm lòng. 11. Cách gây ấn tượng tốt với người khác. Nếu muốn gây được ấn tượng tốt với người khác thì bản thân bạn phải tốt đẹp. Nếu bạn muốn người khác khen ngợi, khâm phục, kính trọng bạn thì bạn phải làm cho người ta cảm thấy bạn xứng đáng. Hãy tự hào về chính bạn, nhưng không được tự phụ. Hãy tự hào về bản thân, công việc, môi trường làm việc của bạn. Đừng tự ti vì xuất thân và những thiếu sót của mình. Chân thành, nhiệt tình. Đừng quá hấp tấp. Đừng nâng mình lên bằng cách hạ thấp người khác. Đừng đả kích người khác. 20. Người giàu có thực sự là người có nội tâm an tĩnh. Trong cuộc sống này, giàu có thực sự chính là có được nội tâm an bình, tĩnh tại. Càng tiếp cận với sự an tĩnh, bình thản thì nội tâm người ta sẽ càng sáng tỏ, trí tuệ càng thông suốt. Xưa nay, con người có vui buồn ly hợp, mặt trăng có sáng tối khuyết tròn, cho dù thời gian có biến đổi như thế nào, thế sự có biến hóa ra sao, chỉ cần có được một tâm thái lạc quan khoáng đạt, một nội tâm an bình tĩnh tại thì đã là người giàu có rồi. Con người chỉ khi có nội tâm an bình tĩnh tại mới có thể lĩnh ngộ được một cách sáng tỏ về nhân gian, hiểu thấu đạo lý nhân sinh và ý nghĩa của sinh mệnh đời người. Nội tâm an tĩnh, cầu không được, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Một người nếu suốt đời chỉ lo được mất thì sẽ không thể có được một chút an tĩnh nào. Một người nếu cả ngày chỉ tính toán thiệt hơn, nghĩ cách để được hơn cho nhiều thì sẽ không thể có được sự khoái hoạt, hạnh phúc thực sự. Một người mà trong tâm không an tĩnh thì vĩnh viễn không thể tìm được chỗ bình yên. Đời người, ngoài những chuyện vui vẻ, như ý, may mắn gặp được thì thông thường rất hay gặp những sự tình thương tâm, không vừa ý. Muốn tán thưởng người khác, thiện đãi chính mình thì cần phải có được một nội tâm an tĩnh. Có được nội tâm an tĩnh mới có thể dùng mỉm cười để hóa giải sự lạnh lẽo của cuộc sống, dùng không màng danh lợi để hóa giải phiền não của cuộc đời. Trong cõi hồng trần cuồn cuộn, trần thế mênh mang, chúng ta đều là khách qua đường, tài vật đều là khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi. Khi đối mặt với thế sự vô thường, sự ấm áp hay lạnh nhạt của nhân tình, cần phải tháo gỡ gánh nặng cho mình, giải thoát áp lực cho tâm linh, khiến cho tâm tự tại, để cho mọi việc thuận theo duyên thì tâm mới có thể tĩnh hạ xuống được. Khi một người có thể làm được như vậy thì người ấy sẽ cảm nhận được trước mắt mình là một cảnh giới nhân sinh hoàn toàn khác. Đời người càng đơn giản thì càng bình an. Chúng ta sống nơi thế gian giống như người lữ khách thả bước trên đường. Khi theo đuổi thứ gì đó càng nhiều, thu thập càng nhiều, thì hành lý mà chúng ta mang trên lưng sẽ càng nặng, càng cảm thấy nhân thế mịt mù, không sáng tỏ. Với hành lý đè nặng trên lưng, ta đi qua một hành trình gian nan, lặn lội tìm không thấy nơi quy túc cho tâm linh, tìm không thấy con đường trở về, khiến ta rơi vào thống khổ, mệt mỏi, oán thán. Cổ nhân sinh sống đơn giản, đạm bạc, họ hiểu rằng đơn giản chính là phúc, càng đơn giản thì càng bình an. Vì thế, họ làm việc và nghỉ ngơi thuận theo quy luật tự nhiên tình canh vũ độc, ngày nắng thì đi cày, ngày mưa thì đọc sách. Thế nhưng, con người một khi rơi vào cái vực dục vọng vật chất, có được rồi lại muốn hơn nữa, thì quên mất ý nghĩa sinh mệnh, không có cách nào để tự kiềm chế, từ đó khiến cho tâm linh bị biến chất, trượt dần thành người có lương tri sa đọa. Cuối cùng, người đó trở thành nô lệ của dục vọng, ham muốn, không còn trân quý sinh mệnh của mình. Trên thế giới này, những điều say mê, hấp dẫn con người là rất nhiều, đừng vì ham muốn nhất thời. Đừng vì những tính toán tranh danh đoạt lợi để rồi phải trả một cái giá thê thảm. Nếu như đã phát hiện mình sai rồi, nhất định phải kịp thời dừng lại, trở về với sự đơn giản thuần phác vốn có của sinh mệnh, trở về với sự bình an. Nhân sinh khổ đoạn, tâm an là phúc. Phúc khí lớn nhất đời người, không phải là có được bao nhiêu vinh hoa phú quý, không phải có được bao nhiêu danh vọng mà là có được một nội tâm an tĩnh, tường hòa. Mỗi người đều hy vọng có được một cuộc sống luôn thoải mái hạnh phúc, vui vẻ tự tại. Nhưng điều đó là không thể. Bởi vì trong cuộc sống luôn có những sự tình phiền nhiễu và ưu sầu không hẹn mà tới, phá vỡ sự an tĩnh trong nội tâm của chúng ta,
khiến cho chúng ta phải chịu rất nhiều lo âu và phiền não, buông không được, bỏ không xong. Điều đó khiến chúng ta trở nên nôn nóng bất an, lo được lo mất, buồn lo vô cớ. Chúng có thể là những bi thương trong quá khứ, những vướng mắc của hiện tại hay những lo lắng của tương lai. Khi tâm không bị thế sự nhiễu loạn, không bị lo lắng làm cho ưu tư thì tâm sẽ an định xuống. Bởi vậy, cần phải buông bỏ so đo, buông bỏ oán hận, xem nhẹ hết thảy, có được một khối bình thường tâm. Phàm là mọi việc phải nghĩ thông thoáng hơn một chút, không để bản thân bị lo âu bất an vây khốn. Khi ấy chúng ta sẽ tự nhiên thoải mái và khoái hoạt hơn rất nhiều. Đó cũng chính là cái phúc của đời người.